Chào mừng các bạn đã đến với event hàng tuần của AppVN. Và để tham gia event, chúng ta hãy làm theo bước sau. Bước thứ nhất, các bạn subscribe kênh YouTube AppVN. Bước thứ hai, các bạn sẽ tải tựa game Phong Vân Truyện, một tựa game thuần Việt đang hot hiện nay. Bước thứ ba, các bạn chỉ cần comment 3 số cuối chứng minh thư của mình. Cách thức trao thưởng sẽ là phần thưởng sẽ được trao cho bạn hoàn thành 3 bước trên và số cuối số chứng minh thư trùng với số giải đặc biệt và số giải nhất của số số miền Bắc ngày 15 tháng 11 năm 2014. Giải thưởng bao gồm 2 thẻ điện thoại, mỗi thẻ mệnh giá 100.000. Và còn chần chờ gì nữa, hãy tải game ngay bây giờ.